Hello, xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác đến với video của Sơn Sập Gỗ. Có một cái điều rất thú vị đấy là hầu hết các bác hỏi Sơn thì đầu hỏi về bàn gỗ, nhưng mà lại không Sơn thì ít khi làm về ghế, bởi vì thứ nhất là ghế thì nó không ở tại xưởng các bác. Ghế thì Sơn làm ở một cái chỗ khác. Và Sơn cùng với chú Thuần làm ở đây. Đấy. Thì ngày hôm nay thì tiện đây thì Sơn sẽ quay với các bác một cái lô ghế. Và cái lô ghế này thì làm bằng gõ nize. Nếu mà bác nào mà xem cái video về cái cây gỗ gõ đỏ của Sơn rồi ấy, thì các bác biết ấy, là cái dòng nize nó là một trong những dòng gỗ mà nó cứng. Và nếu mà theo kinh nghiệm của Sơn ấy, thì nó là có cái chất lượng cứng hơn gỗ ba chi. Nhưng mà cái thằng này đặc điểm ấy là nó có kích thước rất là nhỏ, nó không có kích thước lớn như ba chi. Và thứ hai nữa là nó thường bị mắt. Thế nên ấy, là ví dụ như cái sản phẩm mà về làm sập làm chiếu ấy, thì thường sẽ dính mắt và ít người thích dòng kiểu ấy. Ít người thích dính mắt bởi vì không biết sao nhưng mà có sập thì theo phong thủy, theo tâm linh này, theo thẩm mỹ này, tất cả mọi thứ thì đều chống đối cái mắt đấy. Có người thì bảo là ngồi lên mắt, một số cái đạo thì cái mắt là cái biểu tượng, thế nên là không được ngồi lên. Còn một số người thì bảo là cái mắt thì nó bị xấu, một số người thì bảo là cái mắt thì nó bị hỏng, không được bền, thế nên là cái mắt thì nó bị ảnh hưởng. Thế nhưng mà cái thằng nize nếu mà mình làm chuyển sang làm ghế, bởi vì ghế thì nó nhỏ mà một thanh của nó thì bằng tay này thôi, bằng bắp tay này thôi. Còn cái mặt ghế ấy, thì nó cũng chỉ là vuông khoảng 40 thôi. Thì mình có thể né, xong rồi mình lựa được những cái chỗ đẹp. Đấy thì, hoặc là mình có thể lật, có thể ngửa. Mọi thứ mình có thể biến đổi làm sao đấy để cho cái mặt tiền nó đẹp. Đấy thì tiện đây có cái lô ghế đây thì Sơn sẽ quay với bác về. Thứ nhất là chia sẻ với bác về cái lô ghế này. Thứ hai nữa là chia sẻ về cái dòng gõ nize. Các bác đón xem nhé. Cái bàn gỗ thì nó đẹp là rất quan trọng rồi. Nhưng cái ghế ngồi cái bàn đấy cũng không kém phần quan trọng đâu các bác ạ. Cái ghế để ngồi cái bàn ấy cũng cực kỳ quan trọng luôn. Đấy. Ví dụ như cái mẫu ghế Louis này thì Sơn, cái mẫu này là Sơn thích nhất này. Cái mẫu này thích nhất tại vì sao mình lại thích nhất? Thứ nhất này, thứ nhất là nó có cái tay này rất là vững, đúng không ạ? Ví dụ như cái ghế này nó có cái tay này đấy, níu ở đây được này, nó níu ở đây được này các bác ạ. Nó giữ được nhiều cái mẫu ở đây một mẫu này thì nó vững được cái này, nó vững được hơn rất là nhiều so với các cái dòng khác. Đấy là cái mẫu ghế gọi là có tai. Có tai. Đấy thì tai ở chỗ này là ở đây, tai ghép vào đây. Và đa số cái mặt này thì là mặt ghép. Mặt ghép. Còn cái mặt ván ấy, mặt ván liền. Mặt ván thì mặt ván liền. Còn thông số kích thước của nó của cái thằng này ấy, thì nó cao khoảng 1m1. Các bạn, bây giờ Sơn sẽ lấy cái thước để đo chi tiết cho các bác xem. Đấy, có nhiều bác hỏi kích thước nhưng mà Sơn thì thực sự mình không để ý về cái những cái chi tiết nhỏ quá này ấy. Nên vào hôm nay quyết định là đo cho bác xem chi tiết, xem cái ghế này nó như thế nào và cái hình thù kích thước ra làm sao. Sơn sẽ đo chi tiết cái kích thước của cái ghế này và cho các bác xem chi tiết luôn, xem là chính xác là nó kích thước dày mỏng ra làm sao. Ok, thì đầu tiên là mình sẽ đo về cái ván ngồi này trước. Ván ngồi này. Và cái ván ngồi này nó rộng 50 các bác ạ. Rộng 50. Rộng thì rộng 50 các bác nhá. Sâu là sâu 44. Rộng 50, sâu 44. 5 x 4 là 2 thì là chỗ này rộng là 0,2m rồi, 0,2m². Rồi cái tai này ấy. Cái tai này là tai là dày 3 phân rưỡi. Tai là dày 3 phân rưỡi, cái tai này các bác này. Đây là cái tai này. Cái tai này thì sâu 19. Sâu 19 hoặc 18 gì đấy, loanh quanh 18, 19 các bác nhé. Đâu, 17. Sâu 17. Sâu cái tai này sâu 17. Đấy là đo chi tiết các bác xem. Đấy rồi. Thứ nhất, thứ hai nữa thì mình sẽ đo cái ván này. Cái ván này. Ván này là dày 2,2 phân. Ván mặt này là dày 2,2. Tùy cái, có khi dài 2,2 hoặc 2,3 phân. Ván mặt. Đây, khá là cứng đây các bác này. Rất cứng đấy. Đây, cũng rất cứng đấy con nhá. Ván mặt này. Rồi tiếp theo cái yếm này. Đo chi tiết luôn này. Cái yếm là yếm 9 phân. Yếm trước này là 9 phân này. Các bác này. Dày của cái yếm này ấy là dày 2,2 phân. Và tiếp theo là cái chân. Cái chân này cũng rất quan trọng, nó đứng vững, nó cứng hay không, nó nằm ở cái chân này, ngồi cứng hay không này. Cái chân này là cái chân 8 phân. Các bạn, 8 phân, vuông 8 phân. Chân vuông 8 phân. Rồi. Và bây giờ cái mặt ghế cao này. Cao là cao 45.
các bác ạ, 45. Đấy, thì ngồi lên thì mình ngồi lên là như này. Đấy, các bác. Sơn thì là cao 1m63. Ngồi thế này. Bác nào 1m8 thì khả năng là hơi trùng một tí. 8 thì là ngồi chân sẽ hơi rộng. Các bác. Đấy. Ok. Thì đây là cái này rồi, bây giờ mình sẽ đo đến cái yếm này, à, cái tựa này. Cái này cũng rất quan trọng. Cái tựa này thì thứ nhất là có nhiệm vụ là để mình tựa vào đây. Để mình tựa vào đây ngồi ăn cho nó thoải mái này. Thứ hai là chủ yếu là để trang trí. Các bạn, cái này là chủ yếu là để trang trí. Đây, thì Sơn sẽ cầm thử lay thử xem nó có cứng không nhá. Nếu nó không cứng thì mình làm lại. Khá cứng đấy các bác ạ. Nói chung là rất cứng đấy. Nói chung là rất cứng đấy. Rồi bây giờ Sơn sẽ đo thử xem nó cao bao nhiêu này. Cao là nó cao 65. Cao là cao 6. Độ dày là dày 4 phân. Yếm là dày 4 phân. Yếm là dày 4 phân. Chạm đục là chạm đục là hoa lá tây ở đây. Chạm đục hoa lá tây. Chạm đục một mặt bên này. Đằng sau thì không chạm các bác nhá. Đây Sơn sẽ quay đằng sau cho bác xem. Đằng sau không chạm. Nếu bác nào muốn chạm đằng sau ấy thì mình sẽ bỏ thêm tiền để chạm. Và thông thường thì một cái mà toàn bộ cái khu vực này nếu chạm thì thêm khoảng mấy trăm ngàn thôi. Khoảng 200 ngàn để chạm đằng sau này. Đấy. Còn cái yếm đây thì chắc vẫn là 9 phân. Rồi bây giờ mình sẽ đo tổng thể cái chiều cao của cái tổng thể cái chiều cao của cái ghế này luôn. Là 1m1. Chiều cao từ dưới đất lên mặt là 1m1 cả cái ghế luôn. Đây là mẫu thứ nhất. Đấy, là mẫu Louis là có tay. Chất gỗ là gỗ Nize, gỗ gõ Nize các bạn. Gõ Nize các bác biết rồi, rất là cứng, dòng gõ này cứng, vân gỗ. Bây giờ sẽ quay vào vân gỗ các bạn. Đây thì cái này thì mặt này đa số là mặt chơi vân này, các bác này, mặt chơi vân này. À, cái ghế này thì Sơn vừa mới tẩy. Tại vì sao lại tẩy? Bởi vì tẩy để cho nó đều cái màu và nhựa nó bay ra, nó hút bỏ cái mủ ra bên ngoài. Nó đều cái mặt ghế này hơn này. Sau đó khi mà mình lên màu hay là mình lên bóng ấy thì nó sẽ đều và nó nước sơn của mình nó sẽ đẹp. Còn nếu mà chính ra cái ghế này này thì nó màu đỏ thẫm. Nó màu đỏ thẫm bởi vì dòng Nize là nó màu đỏ thẫm hơn Bachi một tí. Nó màu đỏ thẫm như vậy thì nhìn nó cứng và chất của nó đanh. Chất của Bachi này, của Nize này là chất nó đanh hơn chất Bachi các bác nhá. Đấy. Đây là cái tựa, tựa là Nize các bác này. Đấy, vân cũng khá là có vân. Ở đây vân thì là những cái đường trẻ chỉ màu đen. Đấy, so với cái nền gỗ là nền gỗ màu trắng. Ở đây thì nó hiện tại đang màu trắng nhưng thực ra nó là màu đỏ các bác nhá. Màu đỏ nhạt và cái vân này nó là màu đen. Đấy, vân màu đen trên nền đỏ nhạt. Đấy là cái tổng thể về cái gõ, cái tấm mặt ghế là cái mặt ghế là Nize này. Đấy, ok. Đấy, bác nào mà có ý kiến comment hay là thắc mắc gì thì có thể comment hay là Sơn quay luôn cả cái đằng dưới gầm cho bác xem tiện đằng dưới này luôn này. Toàn bộ là dưới thì là đây là cái sử dụng đóng vít này là một này. Đây là có các cái con mộng ở đây là các bác này. Có con mộng nối ở các cái khớp nối này đều là đóng bằng mộng. Sau đó thì đóng bằng súng, bắn bằng súng vít vào đây nữa. Rồi tiếp theo đổ keo vào thì nó có ba cái công cụ để có thể cứng làm cứng cái khớp này. Thứ nhất là keo, thứ hai là mộng, thứ ba là con vít bắn. Đấy, ba cái đấy. Đây, tất cả những cái lỗ này thì đều có mộng. Các bác nhìn thấy mộng đây ạ. Đây là đều có mộng nhá, có đục vào trong này này, có lỗ đục vào trong này. Sơn sẽ lấy cái cây để mình xỏ vào đấy cho các bác xem là nó có mộng. Có mộng thì nó sẽ như này, các bác này. Đây. Nó có một cái lỗ này, đục cái lỗ này. Đấy. Đấy, sâu cái cây này vào này. Đấy, các bác này. Đây. Sâu thì nó ngập cả cái cây này luôn. Sâu vào cái lỗ mộng ấy. Đây này. Đấy. Là nó có một lỗ mộng thật đấy các bác, cho vào ngập này. Đây đây cái tay này cho nó nhìn thấy dễ hơn. Rồi. Để Sơn lấy một cái cây to hơn này. Đây. Đây các bác. To quá. Đây, cái dây này. Đây, cho vào đây. Đấy. Đấy, là có cái lỗ mộng này các bác này, sâu chừng này này. Lỗ mộng sâu chừng này đấy nhá các bác nhá. Đấy là có lỗ mộng đàng hoàng. Ok. Ván là ván rất là xỉ, không có ghép nối gì. Gỗ chất lượng, là gỗ tự nhiên hoàn toàn. Các yên tâm, thực tế luôn. Rồi. Ở trên đây là sẽ có những cái mộng tiếp vào đây. Thì
Đây, mộng thì sẽ thứ nhất là có cái con mộng ở chỗ này các bác này. Mình sẽ ở cái tựa này và cái mặt ghế thì sẽ khoan một cái lỗ ở đây, khoan một cái lỗ, sau đó thì cái tựa sẽ làm một cái cây đinh giống như kiểu cái đinh nhưng mà là bằng gỗ, sau đó thì mình sẽ cắm xuống và bắt đầu mình đóng keo ở trong đó. Ở trong này cũng tương tự như vậy, mình khoan một cái lỗ, sau đó thì làm một cái đinh giống như cái đinh gỗ. Cái đinh gỗ đấy thì nó liền với cái tựa này, rồi đóng xuống và gắn keo vào. Đấy thì nó có các con mộng ở đây, một con này, hai con, ba con. Đấy, rồi. Cái đấy là kết cấu của cái bộ ghế này, nói chung là khá là vững chắc các bác nhá. Khá là vững, thoải mái, các bác có thể lựa chọn. Ghế rất là đẹp, bền này. Và rất cứng, có thể lay thoải mái mà không có lỏng lẻo gì cả. Ok. Đấy thì các bác có điều gì thắc mắc thì cứ comment ở bên dưới, Sơn sẽ giải đáp với các bác toàn bộ về cái ghế này. Các bác có thể kiểm tra từ thô cho đến khi hoàn thiện. Ok, thì xin phép kết thúc cái video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé. Xin chào.